Noel 2018. Thì là mommy đang gói quà cho Michael với David nha. Mommy tặng Christmas gift cho Michael với David nè. Còn cái này là quà của ông già Noel sẵn sàng cho Michael với David. Hôm nay tặng gì cho Michael đi bịch vậy máu y? Wow, quà của Michael đi bịch năm nay nhiều nha.